Chương trình Chào Washington và Thanh Trúc xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vị khách mời hôm nay của chương trình là một người cư ngụ ở Maryland, và anh là một thành viên mà cũng là một cảm tình viên của phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền, coi như là anh là người đại diện ở Hoa Kỳ này, trong cái khu vực của chúng ta, và tên của anh là anh Đặng Văn Minh. Thanh Trúc xin chào anh Đặng Văn Minh. Chào Thanh Trúc và chào quý vị. Dạ thưa anh Đặng Văn Minh, chúng tôi được biết là cái Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền năm 2020 đó, tức đây là lần thứ hai. Thưa quý vị, lần thứ nhất là được đã diễn ra ở tại Australia rồi. Và quý vị cũng đã biết, thì năm nay đó là diễn ra ở tại Osaka, Nhật Bản, tức là ngoài nước Mỹ nữa. Thì thưa anh, cái đại hội đó, đó nó diễn ra từ ngày 16 tháng 4, 2020 cho đến ngày 18 tháng 4, 2020. Là đại diện ở đây thì anh làm thế nào để mà quảng bá cái tin này ra, đặc biệt là cho giới trẻ ở trong vùng này, để mà hấp dẫn họ đến với cái đại hội lần thứ hai này? Dạ thưa Thanh Trúc và quý vị, chúng em ở phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền muốn quảng bá cho đại hội bằng cách truyền thông và về Facebook, và sẽ gửi những brochure để mà hy vọng được sự ủng hộ của quý vị đồng hương. Dạ yeah. Vâng. Kính thưa quý vị, Thanh Trúc có trước hết đó, khi mà đến cái chương trình này thì Thanh Trúc cũng có nhận được cái brochure bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh của anh Đặng Văn Minh gửi ra. Thành ra Thanh Trúc muốn hỏi như thế này nè. Từ ngày 16 tháng 4 2020 cho đến ngày 18 tháng 4 2020 đó, thì là cái chương trình, anh có thể cho biết sơ lược là trong 3 ngày đó cái chương trình như thế nào không thưa anh? Dạ thưa chị, để biết thêm về chi tiết của sự sinh hoạt, quý đồng hương và Thanh Trúc có thể liên lạc với chúng em qua cái Facebook, trang chính của Facebook của Đại hội của Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền, tiếng Anh là International Youth Movement for Human Rights. Trong đó sẽ có những chi tiết để chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Dạ, có một tin rất đặc biệt mà Thanh Trúc cũng muốn thưa với quý vị là năm nay đó, phong trào thế giới trẻ, về phong trào người trẻ thế giới vì nhân quyền đó, mà trong đó quý vị cũng có biết là một thành viên mà cũng gọi là key đó là luật sư Trần Kiều Ngọc đang cư ngụ ở tại Australia, cũng như là bên đó thì cũng có kết nối với anh Đặng Văn Minh là ở Hoa Kỳ này. Thì đại hội năm nay có mời được hai người mà ở đến từ Hồng Kông, đó là hai người đang nổi bật với cái phong trào gọi là đòi hỏi dân chủ ở Hồng Kông là anh Joshua Wong và Isaac Chen. Là hai người đó sẽ lên tiếng ở trong đại hội. Về phía Việt Nam mình thì là anh Đặng Văn Minh có biết là có ai nữa không để mà cùng góp tiếng với các bạn trẻ ở Hồng Kông đó? Thưa chị, ngoài hai diễn giả mà vừa nêu qua, chúng em cũng sẽ có những diễn giả khác, và nếu quý vị ghi tên hay là tham gia sẽ có rất nhiều ngạc nhiên cho quý vị. Dạ vâng, cái ngạc nhiên này đó có lẽ anh Đặng Văn Minh muốn nói đó là cũng sẽ có những thành viên đến từ Việt Nam, có phải không ạ? Dạ đúng thế chị. Dạ vâng, chúng tôi sẽ không thể nào tiết lộ được, bởi vì cái chúng tôi muốn dành một cái sự ngạc nhiên và đặc biệt là cũng là cho cái an ninh của những thành viên đó. Nhưng mà thưa quý vị, năm nào cũng thế, đại hội nhấn mạnh về cái sự gọi là dấn thân trên con đường dân chủ, nó rất cần thiết cho Việt Nam và các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Thưa anh Đặng Văn Minh, ngoài cái việc mà những người trẻ ở đây đó tìm cách kết nối rồi để mà đi qua dự cái đại hội bên Osaka, Nhật Bản, mà nếu họ đi được đó, thì thường là mọi người cũng đều ao ước là ngoài cái việc học hỏi được từ cái đại hội, thì họ cũng ao ước là họ sẽ có một cái dịp để mà thăm viếng Nhật Bản. Osaka là một cái cảng rất là trù phú của Nhật Bản đó. Thì không biết là phong trào năm nay có những cái chương trình phụ để mà tổ chức, để mà cống hiến những chương trình phụ đó cho những người tham dự hay không ạ? Dạ vâng, thưa Thanh Trúc và quý vị đồng hương, để
làm cho cái đại hội có thêm phần phong phú. Chúng em có tổ chức gọi là pre-conference, thì đó là đại hội sẽ tổ chức khai mạc ngày 12 tháng 4 2020, và sau đó sẽ có pre-conference, tức là mình sẽ sinh hoạt với nhau hai ngày trước. Tức là cái tiền đại hội rồi cũng là hội nghị trước đó nữa, để cho mọi người trẻ có thể gặp gỡ nhau, bonding với nhau. Đúng như vậy không ạ? Bây giờ đó, nếu mà nói về người trẻ Hoa Kỳ này đó, thì là anh Đặng Văn Minh có một cái gợi ý gì để cho họ có thể có thêm phương tiện, thí dụ như đi đi Nhật Bản cũng là vấn đề tốn kém rồi, và để mà tham dự cái đại hội này, thì anh có gợi ý gì không, hay là anh có thể làm thêm một cái gì không, thí dụ tổ chức những cái buổi họp mặt hay là như này kia, để cho họ có tìm kiếm thêm cái phương tiện để mà đi qua Nhật Bản? Dạ, thưa Thanh Trúc, nếu mà bất cứ thành viên nào muốn tham dự đại hội mà có những khó khăn, hãy vô vào Facebook page của Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền. Chúng em cũng đang quyết tâm để mà gây quỹ, và cũng có cái link để mà về vấn đề tài chính. Nếu anh chị em nào có những khó khăn, sẽ có sự trợ giúp đó. Và chúng em đã và đang tiếp tục có những đại hội nhỏ để mà ca nhạc, để mà gây quỹ, để giúp đỡ cho những anh chị em thiếu thốn về vấn đề tài chính. Quan trọng hơn nữa mà Thanh Trúc muốn nói là có nhiều bạn trẻ thích gọi điện thoại để mà liên lạc, để mà bàn thảo với bên ban tổ chức, đặc biệt là anh Đặng Văn Minh là đại diện đó, để mà nói về những cái khó khăn hay là những cái điều mà họ phải đương đầu để mà có thể đi được qua bên Nhật Bản. Thì anh có thể cho cái số điện thoại không, để những người trẻ người ta liên lạc? Dạ, thưa Thanh Trúc, quý vị đồng hương, và nhất là giới trẻ, mình muốn nhấn mạnh là giới trẻ từ 18 đến 50. Nếu quý vị có những gì thắc mắc, xin hãy vô trang chính của phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền, là một rồi tiếng Anh là International Youth Movement for Human Rights. Quý vị ở Hoa Kỳ có thể liên lạc với mình, số điện thoại là 240-481-0696. Cảm ơn chị Trân Trúc. Quý vị, anh Đặng Văn Minh, số điện thoại 240-481-0696 là cái số điện thoại mà quý vị có thể liên lạc được, các bạn trẻ có thể liên lạc được. Thanh Trúc xin cảm ơn thời giờ của anh Đặng Văn Minh đến đây để mà nói về cái Đại hội Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền lần thứ 2 ở tại Osaka, Nhật Bản, được tổ chức từ ngày 16 tháng 4 2020 cho đến ngày 18 tháng 4 2020, với những chương trình rất là hấp dẫn, với những vị diễn giả có thể lôi cuốn và có thể gợi lên cái gọi là cái bước đường dấn thân vì dân chủ cho người trẻ Việt Nam ở tại Hoa Kỳ này. Một lần nữa xin cảm ơn thời giờ của anh Đặng Văn Minh. Và quý vị nhớ nhé, quý vị hãy liên lạc theo cái số điện thoại mà chúng tôi đã cung cấp. Anh Đặng Văn Minh và Thanh Trúc xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình tới. Chào quý vị.